Trên tay Sơn đây đang là bộ tóc cơ bản nhất nhà VTG. Người cùng xem là nó có gì nhá. Đầu tiên, dù là cơ bản nhưng mà vẫn đảm bảo cho anh em chất tóc vẫn là tóc thật. Nhưng mà tóc này đã được qua xử lý hóa chất rồi nhá. Nên về cơ bản ấy, uốn ép nhuộm thì vẫn được, nhưng mà nếu mà để nhuộm tẩy á, thì màu nó lên sẽ không được chuẩn bằng những bộ khác đâu. Đó, vẫn có cho anh em này, xoáy đỉnh đầu này và siêu da đầu. Tiếp theo này, phần dưới này, đó, vẫn là viền để poly này, nó vẫn là ôm da đầu nhá, nhưng mà nó sẽ không mềm mịn được bằng những bộ khác đâu. Với các bạn là cũng được là hai lớp để lưới thấm hút mồ hôi nhá. Đây vẫn rất mềm mịn nhá, để đây cực kỳ mềm luôn. Về bộ này á, nếu mà nói là cắt tạo kiểu thì vẫn được nhá, nhưng mà với những kiểu vuốt lên như kiểu là side part hay là undercut các thứ ấy, thì bộ này dùng từ là hơi khó. Tại vì thứ nhất này, cái mật độ tóc nó không được dày lắm, nó khá là mỏng. Đấy, bộ này sẽ thích hợp dành cho anh em nào mà muốn dùng trải nghiệm hay là ít dùng. Đấy thì mình dùng bộ này là cũng ok. Cắt tạo kiểu một vài kiểu cơ bản như kiểu là basic này, thậm chí là uốn xoắn các thứ vẫn được. Nhưng mà để mà vuốt lên theo kiểu side part giống như Sơn đang đội này thì nó hơi khó. Đấy thì nếu mà anh em muốn chọn nhiều kiểu tóc mà nó lãng tử nó bồng bềnh ấy thì thôi chọn bộ khác. Bộ này thì để cho anh em trải nghiệm nhé. Đấy thì nếu mà anh em đang thắc mắc là bộ này có thể cắt được những kiểu nào hay là nhuộm màu ấy thì nó lên được theo màu theo thiên hướng gì thì là mọi người bấm nút tiền báo giá nhá. Sơn tư vấn chi tiết hơn ở trong đấy. Còn nếu mà anh em đang muốn lên bộ khác ấy, thì anh em comment đi, xong rồi Sơn làm clip Sơn giới thiệu nhé.